Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình khuyến học Việt Nam. Chương trình được phát sóng trên truyền hình thực tế HDTV thực tế.vn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 3, Hội khuyến học tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng với trường chính trị tỉnh Lâm Đồng đã khai giảng lớp tập huấn và bồi dưỡng công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập năm 2023. Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, nhà giáo ưu tú chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Xuân Ngọc nhấn mạnh ý nghĩa của mục tiêu xây dựng năm mô hình học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập đơn vị học tập, công dân học tập trong cán bộ công chức viên chức và các tầng lớp nhân dân. Từ đó hướng tới xây dựng phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời gắn với chương trình chuyển đổi số quốc gia. Lớp tập huấn được tổ chức trong 2 ngày 16 và 17 tháng 3 cho 250 học viên là cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp cơ sở, các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh Lâm Đồng và cán bộ làm công tác khuyến học của các huyện thành phố. Trong khóa học, học viên được tìm hiểu chủ trương của Đảng và chính sách của nhà nước về công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Đồng thời, được hướng dẫn sử dụng bộ công cụ phần mềm đánh giá, công nhận danh hiệu mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030. Qua đó, triển khai xây dựng 5 mô hình học tập, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Thưa quý vị và các bạn, các học sinh của trường Trung học cơ sở Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa có một tiết học đặc biệt mang tên Tiết học Biên Cương đầy ý nghĩa khám phá tại mũi Sa vĩ địa đầu của Tổ quốc. Tiết học này do đồn biên phòng Trà Cổ phối hợp với nhà trường tổ chức vào ngày 15 tháng 3 nhằm thực hiện kế hoạch hoạt động tháng thanh niên tháng 3 biên giới năm 2023. Trong khuôn khổ tiết học, các giáo viên học sinh của nhà trường đã được các cán bộ đồn biên phòng Trà Cổ tuyên truyền giới thiệu về truyền thống bộ đội biên phòng, luật biên phòng Việt Nam, lịch sử cột mốc 1378 tại khu vực đài quan sát Tràng Vĩ, phường Trà cổ, thành phố Mong Cái. Đồn biên phòng Trà cổ, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa làm nhiệm vụ bảo vệ 12,4 km đường biên giới, vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn hai phường Trà cổ, Bình Ngọc, thành phố Mong Cái. Đồng thời, đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ biên phòng luôn có sự ủng hộ rất lớn của những người dân nơi đây. Từ đầu năm 2023 đến nay, đồn biên phòng Trà Cổ đã phối hợp với các trường học trên địa bàn xây dựng kế hoạch và triển khai các buổi ngoại khóa, tiết học biên cương cho các em học sinh trên địa bàn tham gia. Giáo án ngoại khóa tiết học biên cương được các thầy giáo quân hàm xanh của đồn biên phòng Trà Cổ chuẩn bị chu đáo phù hợp với từng độ tuổi của các em học sinh, giúp cho những tiết học này sinh động hiệu quả. Qua đó đã giúp các em học sinh trên địa bàn biên giới nâng cao nhận thức hiểu biết sâu hơn về đường biên cột mốc biên giới từ đó xác định được trách nhiệm của bản thân và cộng đồng trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 3 năm 2023, tại khu 11 xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ, Hội khuyến học huyện Hạ Hòa đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy ấm khuyến học cho em Lê Thủy Dương, học sinh lớp 12, chuyên văn, trường Trung học phổ thông chuyên Hồng Vương, tỉnh Phú Thọ. Tới dự có bà Nguyễn Thị Kim Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, các phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh. Ông Ngô Anh Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện, lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo, Hội khuyến học huyện Hạ Hòa, đại biểu lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội xã Hiền Lương, nhân dân khu 11, anh em trong dòng họ của gia đình em Lê Thủy Dương. Gia đình em Dương thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã. Mẹ em thường xuyên đau ốm, hạn chế trong lao động. Thời gian qua, hai mẹ con em sống trong ngôi nhà tạm đã xuống cấp nghiêm trọng. Ngôi nhà được xây dựng với thiết kế nhà cấp 4, tổng dự toán trên 200 triệu đồng. Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ, công ty trách nhiệm hữu hạn GNTC Vina hỗ trợ 100 triệu đồng, quỹ vì người nghèo của huyện hỗ trợ 50 triệu đồng, số còn lại của gia đình và bà con trong khu dân cư dòng họ cùng giúp đỡ. Việc xây dựng nhà máy ấm khuyến học thể hiện sự quan tâm của Hội khuyến học tỉnh và nhà tài trợ Công ty trách nhiệm hữu hạn GNTC Vina đến cây mọc sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời đây cũng là nguồn động viên hết sức ý nghĩa và kịp thời giúp em Lê Thủy Dương có ngôi nhà mới ổn định cuộc sống, tạo động lực để vươn lên trong học tập. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 3 năm 2022, Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng với Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Hạ Hòa đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện quyết định số 1373 quy đề TTG đánh giá kết quả việc triển khai và tổ chức thực hiện quyết định số 387 677 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong công dân, gia đình, dòng họ, cơ quan đơn vị. Báo cáo trung tâm và các ý kiến đại diện cho ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp xã, đại diện các mô hình học tập phát biểu tại hội nghị cũng khẳng định Công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập mà hạt nhân là việc xây dựng các mô hình học tập thời gian qua của huyện đã có những thành tựu đáng kể, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn. Thời gian qua, các thành viên ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện đã phối hợp đồng bộ, tham mưu kịp thời giúp huyện ủy, ủy ban dân huyện ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức, các lực lượng xã hội đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Công tác tuyên truyền, phối hợp tuyên truyền và tổ chức các hoạt động để các cấp các ngành, các lực lượng xã hội nâng cao nhận thức về việc học thường xuyên, học tập suốt đời đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tập huấn cán bộ trao đổi kinh nghiệm về xây dựng các mô hình học tập được quan tâm. Việc củng cố tổ chức hội khuyến học, phát triển hội viên để đảm bảo vai trò là nòng cốt liên kết, phối hợp đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài cũng được đẩy mạnh. Công tác kiểm tra hướng dẫn của đơn vị cơ sở trên địa bàn được chú ý. Việc vận động xây dựng quỹ khuyến học thực sự có nhiều chuyển biến mạnh, góp phần thúc đẩy tỷ lệ hỗ trợ các hoạt động giáo dục ở trong và ngoài nhà trường. Năm 2023, tỷ lệ đăng ký đạt danh hiệu học tập của các mô hình đều tăng so với năm 2022. Từ năm 2021 đến nay, toàn huyện có trên 5.000 lượt học sinh, sinh viên, hội viên được nhận quà, học bổng hỗ trợ, tuyên dương, khen thưởng với số tiền gần 2 tỷ đồng, thông qua nhiều hoạt động chương trình khuyến học khuyến tài như chắp cánh ước mơ, tiếp sức cho em đến trường, tết cho học sinh nghèo. Trong năm 2022, các cấp hội khuyến học trên địa bàn huyện đã vận động các nhà tài trợ ủng hộ chương trình Sóng và Máy tính cho em. Kết quả đã trao tặng trên 200 bộ máy vi tính và các thiết bị dạy học trị giá trên 1,7 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Hạ Hòa, Hội khuyến học huyện tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu trong kế hoạch thực hiện các quyết định 1373 387667 tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động của các cấp hội khuyến học hướng về cơ sở, bắt đầu từ cơ sở để nâng cao chất lượng công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình truyền hình khuyến học Việt Nam hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.